Hả? Hả? Trời sập hả? Ồ. Ai cắt tóc của anh em sướng sợ chúng tôi? Ồ. Ê, tôi cắt đó. Cậu có muốn cắt luôn không? Đánh cho tôi. Đứng lại. Đứng lại. Xin lỗi. Cảm ơn. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Tất cả các người đều ăn hiếp người thấy cô hả? Được thôi. Đánh nhau đó. Chúng tôi xem trọng vợ đi. Chí Quy, em lên trước. Coi thử đi. Đáng đánh. Này, đánh hay lắm. Tới lực cơ. Đánh hay quá. Hay quá. Mày đấu hắn bài học đây. Một đánh một, công bằng chứ. Chí Quy. Xử lý hắn đi. Đúng rồi, đáng thời lắm. Đúng là ngang ngược. Thấy chưa? Đánh hay lắm. Đúng rồi, đợi đã. Đợi đã. Tới lượt tôi. Hả? Đúng là đáng đời. Ủa, mà cái bàn của tôi. Khoan đã. Đợi đã, tôi phục rồi, tôi phục rồi. Đã biết chúng tôi không dễ động vào rồi chứ. Anh biết phải làm sao rồi chứ. Sơn bổn quanh, lần này còn phải nhờ anh rồi. Được, không thành vấn đề. Đi. Cốc xuyên ra qua. Cốc xuyên ra qua. Hãy mau quay mặt qua đây. Tôi kêu anh quay mặt lại đây.
Tại sao tóc của anh lại ra nông nổi này hả? Nói. Bị người của Võ Quan Phúc Quy cắt đó. Gia tộc Yamato chúng ta là một dân tộc ưu tú, còn anh lại ở đây làm chúng ta mất mặt như vậy. Anh tự đi tìm lại thể diện của mình ngay. Xem anh ăn nói sao trước mặt Sato tiên sinh đây hả? Để coi là đám người đó còn dám hống hách như vậy nữa hay không. Làm tốt lắm Chí Quy. Người Phương gia chúng ta mấy đời chưa từng bị ăn hiếp. Ê, đánh nhau sao không gọi chú chứ? Chú là Võ Trạng Nguyên thời Thanh. Chú mà ra tay, mấy đứa chị con nước đứng bên cạnh nhìn thôi. Chú Hoàng Phụng, đối phó với mấy tên vô lại đó còn cần chú phải ra tay hay sao? Đã lâu lắm rồi chú chưa được ra tay. Bây giờ tay của chú ngứa lắm rồi á. Có chuyện gì mà vui dữ vậy? Ê, chú Hoàng Phụng là con hả? Anh hai hả? Mấy võ sĩ Nhật ăn hiếp anh em ở xưởng sợi. Em với Chí Quy đi dạy dỗ chúng một bài học rồi. Đây là tóc của tên võ sĩ đó hả? Là bọn chúng dám cắt tóc của Khâu Bác trước, rồi em với chị ba mới cắt tóc của bọn chúng trả đũa. Hai đứa thật không biết phân biệt nặng nhẹ. Cả tóc của bọn võ sĩ hai đứa cũng dám cắt. Phải biết là võ sĩ, xem trọng nhất chính là tôn nghiêm. Hai đứa làm như vậy chính là đang sỉ nhục bọn chúng. Nè, bọn người đó sỉ nhục đồng bào ta còn ít hay sao? Đây gọi là đáp trả đó. Đám tiểu quỷ đó chạy tới trước cửa nhà chúng ta tát quay tát quái. Hắn tưởng hắn là Thái Thượng Hoàng sao? Nhưng chúng ta quyết không nhường nhịn hạng người đó. Nhưng mà bọn người đó đang đi khắp nơi kiếm chuyện gây rối. Con đang lo là bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nè, không cần sợ. Có mẹ và chú phiếu con rồi. Xem bọn chúng ai dám tới nằm ăn. Phương quán chủ. Phương quán chủ, bên ngoài có mấy người Nhật tới tìm anh. Thấy chưa, tới rồi đó. Em đi xem thử. Ây da, thật ra thì cậu đang làm cái gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói với cậu cả buổi rồi sao? Ây da, sao cậu lại làm như vậy? Nè, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Phương quán chủ chúng tôi không gặp cậu. Nè cậu mau đi đi. Tôi thật là một võ sĩ. Hê? Bị các người cắt tóc, không còn mặt mũi sống tiếp. Mượn chỗ của các người, mổ bụng tạ tội. Hê, vậy Ây da, cậu mau đi về đi. Nè, cậu làm gì vậy? Lại là anh cậu. Anh lại muốn gây rắc rối gì nữa? Tôi phải ở đây mổ bụng tạ tội. Anh muốn chết, đi xa một chút, đừng chết ở đây. Không ai hốt xác giùm anh đâu. Phương gia các người cắt tóc của tôi, tôi phải chết trước cửa nhà các người. Được. Muốn chết thì cậu cứ chết đi. Tôi xem như đón Tết Phương gia chúng tôi giết một con heo trước cửa nhà. Bà già này có chuyện gì chưa từng thấy, hù dọa ai chứ hả? Cảm ơn bà đã tắt thành. Đợi đã, người anh em chẳng phải chỉ là cắt tóc sao? Tóc của người anh em trong xưởng của tôi cũng bị các anh cắt rồi. Có qua có lại, đừng có diện cớ làm càn như vậy. Võ sĩ chúng tôi xem tóc như là tính mạng, cứ vậy trở về không thể ăn nói với chủ nhân. Tôi chỉ có thể chết tạ tội. Đừng ngăn cản hắn, để hắn chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Cậu chết đi. Mẹ bớt nói vài câu đi. Người anh em, chuyện lần này anh muốn giải quyết như thế nào? Anh cứ nói thẳng ra đi. Muốn giải quyết rất đơn giản. Người nhà Phương gia các người đã thương anh em của tôi, đền tôi 300 đồng đại dương, tiền thuốc men tôi sẽ bỏ qua. Hả? Anh đừng có mơ. Đây là nơi nào chứ? Võ quán Phúc Quy Phương gia dám nhổ râu trên mép Long Dương. Anh không mổ bụng tôi cũng muốn chém chết. Chị Quy, không được làm càn. Chú Bình, vào phòng lấy sổ sách, lấy 300 đồng đại dương ra đây, đưa cho người anh em này. Hả? Vậy? Anh hai. Được rồi, không nói gì nữa, mau đi lấy đi. Cảm ơn quán chủ. Đi. Các anh em, buổi tối hôm nay tôi đãi các anh em đi uống rượu, đi tìm các em xinh đẹp. Đi thôi. À đi. Đi. À. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi có tiền, có thể tìm cho cậu một người. Tôi tìm cho cậu một người nữa. Tụi bé con, chặn đường chúng tôi làm cái gì hả? Đưa đây. Cái gì? 300 đồng đại dương. Anh hai tôi đồng ý trả anh, nhưng chị em tôi còn chưa đồng ý cho anh. Không.
đây là quán chủ của các người trả tôi tiền thuốc men, không thể trả cho các người. Anh em ở xưởng sợi chúng tôi vừa hay cũng không có tiền chữa bệnh. Anh hai tôi đưa cho anh đưa chúng tôi. Công bằng hợp lý. Muốn tôi trả tiền cho cậu cũng được. Kêu con bé này cùng tôi tới tủ lầu uống mấy ly, tôi trả tiền cho cậu. Chết sạc. Cậu lên. Anh đau quá, anh đau quá, tiền của tôi nè, tiền của tôi mà. Đạo trường hồng khẩu. Độc giác. Xin ăn vậy sao? Chú quy định con mỗi ngày phải đánh 1000 lần. Chú của con bắt con ngày ngày tập võ. Nhưng sao chú con không tập vậy? Con không biết. Con nhớ kỹ nha, ngoài việc tập võ ra cũng không được la là bài vở đâu đó. Con biết rồi. Phương Tiểu Thư. Lại khiến cô lo lắng rồi. Đông Giác là một đứa trẻ ngoan, đây là việc nên làm. Còn đây là tiền cô dạy kèm cho Đông Giác tháng này. Phương gia cũng không thiếu tiền. Anh giữ lại mua ít quần áo cho Đông Giác đi. Không được. Phương gia các người đã rất tốt với tôi và Đông Giác rồi, tôi không thể nhận thêm nữa. Cô mau nhận lấy đi. Cũng được, vậy tôi nhận nó. Cứ coi như là tôi để dành cho Đông Giác vậy. Cảm ơn cô. Không được vào trong. Làm gì đó. Anh không được vào trong. Cô gái đó. Chuyện gì vậy? Chính là cô gái đó đó. Cô ta cướp tiền của tôi. Phương Tiểu Thư, chúng tôi về phòng trước đi. Các người tới đây làm gì? Có phải lần trước bị đánh chưa đủ, tìm người qua đây giúp đúng không? Chỉ là một cô gái yếu đuối mà dám ngông cuồng như vậy. Phải thì đã sao? Các người làm gì vậy? Mau lùi xuống cho tôi. Lùi xuống. Hai người có chuyện gì? Chúng ta có thể ngồi xuống, từ từ rồi nói. Không cần nói gì nữa. Lần này chúng tôi tới chính là muốn tháo bảng hiệu của các người. Người anh em, đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy. Ngang nhiên đòi tháo bảng hiệu võ quán chúng tôi, sau này Phương gia chúng tôi làm sao còn chỗ đứng ở kinh thành nữa chứ. Tôi mặc kệ chuyện đó. Người anh em, tiến một bước là quan gia đối đầu, lùi một bước chính là bạn bè. Chúng ta không phải bạn bè. Bài vị sư phụ Quách Nguyên Giáp, bài vị sư phụ Trình Thiên Khiếu. Sư phụ, đệ tử Trần Chân lâu nay chưa từng quên lời dạy của người. Con nhất định bồi dưỡng Đông Giác trở thành một nhân tài, phát triển tinh võ, kế thừa di nguyện của người. Đông Giác à, qua đây khấu đầu bái lại cha con đi. Chú à, tại sao ngày nào cũng phải lại vậy? Con cứ ngoan ngoãn bái lại đi. Bởi vì chú muốn con luôn luôn ghi nhớ con là con cháu của Quốc gia. Sau này trọng trách khôi phục tinh võ đều do một mình con gánh vác. Đi đi.
trên trời có linh thiêng, con Quách Đông Giác nhất định sẽ nghe lời của chú, chịu khó học võ nghệ, là người chân thành, hoàn thành di nguyện của cha. Đứng lên đi, qua làm bài tập đi. Chú à, hình như bên ngoài đánh nhau nữa rồi. Không có chuyện của con, làm bài đi. Dạ. Các người tránh ra đi. Thì ra là ngươi, chúng ta đã gặp mặt rồi. Hôm nay chỉ đánh tới đây thôi, hôm khác nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ so tài tiếp. Thì ra trong đám hạ nhân của Phương gia chúng ta đã ẩn giấu một cao thủ. Tri Ân, Tri Nhân bất ngộ tướng, cả tôi mà cũng gạt được. Tri Ân à, cậu có công phu giỏi như vậy, tại sao núp trong đám hạ nhân chứ? Hôm nay nếu không phải người Đông Dương dở khăn che mặt của cậu, chúng tôi có lẽ vẫn còn bị gạt. Xin lỗi nha, tôi có nỗi khổ riêng của mình. Bất luận như thế nào, hôm nay Phương gia chúng tôi phải cảm ơn cậu. Là Liễu Sinh tỉnh dân gửi thư khiêu chiến.
Tôi đã tới rồi. Cảm ơn ý tốt của anh Trần Chân, nhưng đây không còn là kiếm của tôi nữa. Tôi sẽ không dùng nó nữa đâu. Chúng ta bắt đầu đi. Uổng công tôi coi anh là một võ sĩ chân chính. Anh dùng kiếm gỗ sỉ nhục tôi. Tôi không hề sỉ nhục anh. Phí lời.
Sao em lại tới chỗ này? Em tới ngăn cản anh. Anh làm chuyện ngu ngốc nhất ở trên đời này rồi. Chị Hân và Trần Chân là bạn của chúng ta. Họ đã giúp đỡ chúng ta nhiều lần như vậy. Tại sao anh vẫn còn làm vậy chứ? Anh đã hứa với Sato rồi. Quyết đấu bắt buộc sẽ phải tiến hành. Anh dừng tay đi. Diễm Như. Diễm Như, đừng qua đây. Tịnh Dân, đoạn kiếm của gia tộc Liễu Sinh các anh từng nói với em. Anh nói cho em biết là nó dùng để tự sát. Nếu như anh còn không chịu ngừng tay, em sẽ chết ở trước mặt anh. Em kêu anh ngừng tay đi. Sao lại như vậy? Lại bị con đàn bà hèn hạ đó phá hỏng rồi. Trường Hồng Khổng. Sato tiên sinh, cậu còn mặt mũi về đây gặp tôi sao? Cậu từng lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh để thề phải đẩy Trần Chân vào chỗ chết, cậu còn nhớ không? Đúng vậy, tôi đã không giết được Trần Chân. Lần này tôi trở về đây là muốn thực hiện lời hứa của mình, lấy cái chết để tạ tội. Ngoại trừ trả nợ, còn phải báo thù. Hắn, Sơn Bổn Hoành, là kẻ thù đã giết vợ của tôi. Cậu tưởng dưới mắt của ta có thể tự ý giết người được sao? Giết không được cũng phải giết. Giáo huấn của gia tộc Liễu Sinh, có ơn phải trả, có thù phải báo. Sơn Bổn Hoành, bây giờ Tịnh Dân khiêu chiến với cậu,
có thể chấp nhận sự khiêu chiến của gia tộc Liễu Sinh là vinh hạnh của cậu. Cậu nghĩ sao? Sato tiên sinh, tôi là một người võ sĩ, tôi chấp nhận khiêu chiến. Tịnh Vân, tôi thua rồi, mau trả thù cho vợ của anh đi.
Bảo vệ Sato tiên sinh. Tới đất nước của chúng tôi, nhưng tôi vẫn tôn trọng tập tục của nước ông. Ông tự giải quyết đi. Thank you.
Sato tiên sinh, cửa lớn của Hứa gia đã đóng chặt, nhà Phương gia để nhà trống, Kim cục trưởng cũng không thấy, Trần Chân cũng đã biến mất. Lập tức đi tìm dấu vết của hắn cho ta. Sơn Bổn Hoành, Thiên Đại, Tỉnh Dân, tất cả cũng vì hắn mà chết. Tôi nhất định phải giết chết hắn. Nhưng lỡ như hắn rời khỏi Bắc Bình thì sao? Liên hệ Thượng Hải, thông báo đạo trường Thạch Tỉnh sang bằng tính võ hội. Chúng ta đợi đi. Tôi không tin là Trần Chân và Lục Đại An không xuất hiện. Dạ. Trường Tiểu học Hân Quy, thành phố Bắc Bình. Trường học đã lâu rồi không mở lớp. Em đi coi thử có căn phòng nào để ở được hay không. Sư huynh, anh ở lại Bắc Bình có dự tính gì không? Anh cũng chưa biết nữa. Chính phủ đã bỏ rơi Bắc Bình, còn quân ta lại chống trả không nổi quân đội Đông Dương. Tình hình như vậy, anh phải làm chút gì đó. Anh tính làm chuyện gì? Em nói coi. Đạo trường Hồng Khẩu. Đúng, Hứa tiên sinh nói không sai. Chúng ta không thể để cho đám người nước ngoài ở trên mảnh đất của chúng ta, có thể muốn làm gì thì làm. Xong rồi, Đồng Giác thật là ngoan. Thím ơi, bánh bao cũng sắp chín rồi. Bồ Tát phù hộ cả nhà bình an. Cúc đưa bà bảy. Thím ơi, Đồng Giác, chạy nhanh lên. Bà ơi. Kho lương đã chuẩn bị xong hết chưa vậy? Đã có 17 kho lương đã dọn trống, vẫn còn 5 cái nữa. Trưa hôm nay có thể dọn sạch toàn bộ. Lương thực và củi dầu đã gom đủ hết chưa? Kho lương đã chất đầy củi dầu, vẫn còn 100 tấn lương thực cuối cùng, hôm nay chắc chắn sẽ được đưa tới. Tốt, rất tốt.
Ngoài ra, chúng tôi đã mua đứt hết tất cả thuốc men của các tiệm thuốc ở Bắc Bình. Bây giờ đều đang tồn trữ dưới kho hàng, đợi sau khi quân ta vào thành sẽ chuyển giao. Sáng sớm ngày mai quân ta sẽ vào thành, trưa ngày hôm nay các cậu phải lo xong tất cả mọi việc. Nếu có sai sót, giết chết không tha. Dạ. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Đông Giác. Châu Trân. Châu Trân. Đông Giác, có chuyện gì vậy? Sư huynh. Trần Trân. Sư huynh, tại sao hai người lại tới đây? Người đồng dục quyết định tiêu diệt Tinh Võ Hội ở Thượng Hải. Anh dẫn Đông Giác liều chết tại đây đó. Vì còn sư thái? Bây giờ sư thái đã đi rồi. Đệ tử quốc gia chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Sau này Tinh Võ Hội phải nhờ vào chúng ta đó. Tối hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng dựa vào chúng ta bây giờ có bao nhiêu phần thắng chứ? Không đợi được nữa, chánh sẽ thắng ta. Giết. Dù Bắc Bình sáng sớm ngày mai bị chiếm đóng, thì đêm nay chúng ta cũng phải sang bằng đạo trường Hồng Khẩu. Phải. Ở trong thành chúng ta còn 7-8 người, tính hết vào chúng ta cùng nhau làm. Trước khi trời tối em sẽ gọi đủ người tới. Tối nay có thể tiến công bất cứ lúc nào. Sư huynh, Đại An, tôi có lỗi với hai người. Trong đêm hôm nay, cho dù xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện đều nghe theo ông trời. Thù nhà nợ nước, chết cũng không hối tiếc. Trần Chân. Chị Hân. Trần Chân. Có chuyện gì? Hứa tiên sinh tới rồi. Hứa tiên sinh tới làm gì? Ông ấy tới chào tạm biệt. Ông ấy muốn đưa con của Diễm Như và Liễu Sinh tới Tế Nam, sau đó trở về quê ở Tô Châu. Hứa tiên sinh. Trần Chân à, tôi phải đi rồi. Khi nào ông đi? Bây giờ. Trước khi tôi đi, tôi muốn làm người chứng kiến cho hai người. Chứng kiến gì chứ? Trần Chân à, cậu và Chí Hân đối với tôi mà nói không phải người thân, nhưng hơn hẳn người thân. Cho nên trước khi tôi đi, muốn chủ trì hôn lễ cho hai người. Mọi chuyện thật đơn giản. Không tiệc rượu, không áo cưới, không động phòng. Nhân lúc tôi vẫn còn sống, hãy để tôi làm người chứng kiến cho hai người.
Chậm thôi. Chuyến xe cuối cùng đã tới rồi. Các xe còn lại đâu? 5 xe thuốc và 15 xe các vật tư cần dùng thì đều đang trên đường. Nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. Từ từ thôi. Dạ, từ từ thôi. Còn nữa, sau khi lo xong mọi chuyện, giải quyết tất cả mọi người. Dạ. Chú Trân. Đồng Giác, cô đi theo cô, nhất định phải nghe lời. Ừ. Đi đi. Ừ. Trần Trân, ngày mai em muốn đi chung với anh. Chị Hân à, bây giờ Bắc Bình đã là một thành bỏ trống, ngày mai xảy ra chuyện gì anh cũng không biết nữa. Em đi theo Đồng Giác đi, anh sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà anh ở lại đây em không yên tâm. Anh sẽ cẩn thận mà, em yên tâm đi. Bây giờ anh là người đã có vợ rồi, anh phải hứa với em, cho dù gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không được nóng nảy. Anh hứa với em, anh sẽ không sao đâu. Không còn sớm nữa, em mau lên đường đi. Đi. Trần Trần, em có một linh cảm, cứ sợ sau này không gặp lại anh nữa. Em nói gì vậy? Sau này chúng ta còn phải vui vẻ hạnh phúc sống cùng với nhau. Được, em đợi anh. Em lên xe đi. Sư huynh, đã tập trung đủ mọi người rồi, khi nào mới ra tay vậy? Đi. Trường tiểu học Hân Quy. Mời. Tam đảo tiên sinh, tôi xin mời ông một ly. Được. Tam đảo tiên sinh à, quân của phía chúng ta ngày mai sẽ vào thành. Phía bên trung thôn tướng quân, phiền ông lo liệu dùm cho. Được. Gần đây công lao của Sato tiên sinh ở Bắc Bình, trung thôn tướng quân đều biết hết rồi. Cảm ơn. Nè mọi người, mời Tam đảo tiên sinh một ly đi. Mời. Thank you.
Sato tiên sinh. Có chuyện gì? Sato tiên sinh, mấy kho lương của chúng ta đều đã bị đốt sạch. Có biết ai làm không? Bây giờ vẫn chưa biết. Cậu ở đây tiếp đãi Tam Đảo tiên sinh, tôi đi gửi điện báo sẽ trở về ngay. Dạ. Mời. Tam Đảo tiên sinh. Hả? Tôi mời ông một ly. À, được được. Mời. Tất cả sợ bằng hết chỗ này. Trần Chân, cuối cùng cậu cũng tới. Sato, ông không chỉ là kẻ thù của một mình Trần Chân tôi, mà còn là kẻ thù của dân tộc tôi. Tôi muốn trước khi quân của các ông vào thành, sáng bằng đảo trường Hồng Khẩu, hủy diệt cơ quan đặc vụ của ông. Bên cậu đã sắp diệt vong, dựa vào sức của một mình cậu có thể cứu vãn được sao? Tôi nói cho cậu biết, Bắc Bình sau khi mặt trời mọc sẽ chỉ có một lá cờ Thái Dương được treo lên. Dân tộc của cậu sẽ trở thành lịch sử. Tôi khinh đám Đông Dương các ông có gì mà so sánh được với Vạn Lý Sơn Hà của chúng tôi. Ông đúng là quá coi thường người dân của chúng tôi rồi. Được, tôi sẽ dùng máu của Trần Chân cậu mở đường cho quân chúng tôi. Yeah.
Thank you.